Chào bạn, tôi là Tuấn Anh. Trong video này thì tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với bạn một kỹ thuật rất là hay và thường xuyên được sử dụng với những người bán hàng xuất sắc, đó là kỹ thuật chốt thử. Các bạn sẽ thấy như thế này, nhiều người bán hàng thì sợ hãi trong cái việc ra quyết định chốt sale với khách hàng hoặc là đưa ra lời đề nghị. Tuy nhiên, những người xuất sắc thì họ thường xuyên sử dụng kỹ thuật chốt thử. Có nghĩa là gì? Họ luôn luôn đo lường thái độ, đo lường nhiệt độ về cái mức độ quan tâm của khách hàng đối với sản phẩm dịch vụ của chúng ta. Ví dụ thỉnh thoảng lại đưa ra những câu là ví dụ như là anh muốn bắt đầu từ bao giờ, hoặc là ví dụ như là đây là một cái chương trình về đào tạo chẳng hạn, thì anh muốn bắt đầu từ ngày hôm nay hay là sang tuần mình sẽ bắt đầu, hoặc là anh muốn khi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu, hoặc là cái hợp đồng này của anh sẽ được sử dụng, vân vân và vân vân. Các bạn sẽ lưu ý là gì? Thỉnh thoảng chúng ta hãy đo lường cái mức độ quan tâm khách hàng bằng cách là đưa ra lời chốt thử để cho khách hàng họ đâu đó họ cảm nhận được là cái công việc luôn luôn được diễn tiến, và từ đó chúng ta có thể là chốt sale được nhanh hơn, hiệu quả hơn. Kỹ thuật này cũng rất hay được sử dụng, và hãy suy nghĩ cách làm sao để vận dụng được nó và áp dụng hiệu quả hơn trong cái công việc kinh doanh của bạn. Nhớ là gì, nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy bấm like, comment và share cho nhiều bạn bè mình hơn. Tôi là Tuấn Anh, một nhà huấn luyện về sale và marketing. Tôi làm nhà huấn luyện doanh nghiệp của Action Coach.